lắp vô kim nè, lắp vô nha. Rồi, hello anh em đến với channel của Pháp nha anh em. Giờ này cũng tầm khoảng 3:20 nha anh em. Nếu Pháp tự nhiên nằm nhà buồn buồn anh em ơi, mới đóng hàng cho anh em xong, anh em mình được nghỉ buổi chiều một xíu mà đóng hàng cho anh em thì nên mới vừa đóng xong chú shipper là anh lấy ha. Giờ hữu Pháp có thời gian rảnh buổi chiều cứ chạy vòng vòng kiếm vài em tu hú nha anh em. Hữu Pháp đi săn với mẫu ná tàu mới nha, mẫu ná hắc báo nha, chạc 7 nha anh em, đầu chạc 20 nha, có hết đuôi 500 luôn nha anh em, khá là nét nha. Rồi để Pháp chạy vòng vòng phía sau Pháp đi kiếm tu hú, kiếm vài con chim gì giải pha bắn cho anh em xem nha. Rồi hôm nay Pháp đi solo một mình nha anh em, đi vòng vòng phía sau đồng của Pháp anh em ơi. Rồi anh em theo dõi hành trình của Pháp nha, let's go nha anh em. Thủy sức đi, nó kêu gì nó kìa, quá trời ra luôn anh em ơi. Đúng không anh em? Quá trời bụi anh em ơi. Chết rồi nè, rất đủ rồi anh em ơi. Nghe nghe rồi, nghe người té té anh em chết nè. Anh em thấy đúng không? Tụi con trái chết ha. Chết nha nè, một con nha. Còn nữa anh em về lại. Quá bụi anh em ơi. Còn con bò quá bụi anh em ơi. Thôi học bình thường nữa nè. Chết con nha anh em. Ôi trời anh em quá trời bụi rồi. Con kia bắn xước cái đầu anh em. Tủ nha nè. Đó to. Hắc báo nha nè. Ôi nó bự nè anh em ơi. Tiếp tục nha nè. Tiếp tục nha. Mày bay tới lui hả mày? Chết rồi nè mày. Mày bay tới lui hả mày? Lụm anh em ơi. Cây cánh đó. Bay tới lui hả mày? Rất là gù anh em ơi. Nín. Nín. Ngay cái đầu. Nín. Nín. Rất là hú này nè. Cái đó ngay đầu anh em. Quá đã anh em ơi. Buổi chiều mình được hai em tú nha. Đó là đã. Con bông với con đen. Anh em. Nó bay lạng 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 anh em. Con này nó mới thay lông nha, không phải tơ đâu nha nè, nó bự lắm. Bự. Bự. Đồ hú nè. Mày hả? Chịu ra là hồi nó chết chứ không Pháp rồi. Thay lông nha anh em, mắt đỏ rồi nha. Bự lắm anh em ơi. Ủ lắm. Giả viên đầu nghe ức nè. Con nó hát báo nha anh em. Anh em có cần thì liên hệ mẫu ná này cho Pháp nha. Cô mini nha mọi người. Rồi đâu rồi. Hey, cô mini qua anh em ơi. Cô mini nha. Nó dơ lắm không ta. Em bước qua đây cho cắn mắng anh em thấy. Trời ơi trời ơi trời. Công minh đi nha. Rớt anh em ơi. Rồi rớt nước anh em ơi. Em vào đó mình lụm nha. Ngay đầu cái gì.
Cumini nha anh em. Nhớ chi đó rồi. Anh kiếm được mình đậm nha. Xe để anh em biết sao không hiện tại. Kiếm đường đậm đó anh em ơi. Có ong hiện tại. Nè anh em, Cumini đó nha. Anh kiếm lụm đi anh em, mình quay cho anh em xem nha. Nó rớt đó đó. Để anh em ơi. Để anh em ơi. Rớt, trời ơi rớt nước con tạ. Lội vô, lội vô, ừ lội vô, lội sáng vô. Cho nó lội vô nghe anh em. Kìa, Cumini nha anh em. Rồi. Đây rút chìa khóa này. Cái này cũng nguy hiểm. À trước nghe hai bà con đây ta. 6. 6 con mình đi ta. 6. Ê. Nhìn chút cu nha nè. Bắn gãy cánh bò nhây đồng. Được Cumini thứ hai nha. Hai Cumini với hai con tôm hú anh em ơi. Nè mình đi chảy mà 3:30 mình chạy vô điểm xăng 4 giờ. Nè Cumini nha. Này đủ ăn cho chạy lấy ga về anh em ơi. Gặp con nào bắn nữa anh em ơi. Hello anh em nha. Hiện tại là hú pháp đã về tới nhà nha anh em. Thành quả là chỉ được có hai em tu hú nè, với hai em Cumini thôi. Mình đi vòng vòng chỗ của mình 1 tiếng mấy anh hồ là về nha anh em. Nãy mới đi 3:30. Giờ này về tầm khoảng 5 giờ 5:10 anh em. Tại mình còn chạy về nữa, đường kinh mà đâu có chạy nhanh được anh em. Rồi, đây nha hú pháp đây nha. Anh em có quan tâm tới mẫu ná này thì liên hệ cho hú pháp số điện thoại bên góc trái màn hình nha. Rồi pháp mặn cái này ốp nướng anh em ơi. Có mình ăn bắn nên đủ ăn là về. Chạy vòng được chạy được khoảng tầm khoảng 4-5 cây số anh em ơi. Thì đá vòng 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 thì túc Cumini có ghé 2 điểm tôi hú thì được 2 điểm được 2 con. Là rồi nha. Ra 3 con mà mình bắn một con sau mình bắn hơi rung anh em ơi. Thấy nó quay đầu nhóm nhóm muốn bay mình bắn gấp quá nên hụt nha. Đây. 2 con tôi hú với 2 Cumini. Rồi để pháp nhổ lông cái này pháp mặn thì quay thực cho anh em xem nha. Anh em xem coi hộ pháp mà làm món gì nữa nha. Chặt 7 nha anh em. Bắn 7.5 quen nhưng cầm chặt 7 bắn viên đầu tiên là hạ tôi hú bông luôn nha. Khá là to nha. Rồi. Đây cái hỗn hợp của mình là sao tới trộn với tỏi với ớt nè, với một miếng bột ngọt nha anh em. Cái này mình ớp này trước nha. Mình ớp vô chim nè. Ớp vô tôi hú với cung nha. Mình ớp xong rồi một xíu chừng nào gà cho nó thấm anh em. Một xíu mà gần chừng nào gần nướng á mình sẽ để vô 1 tiếng vô ăn nha. Đây. Là ớp theo bài bản của anh Phong lúc anh qua đây ớp cho mình ăn nha. Giờ mình học mình ớp em ơi. Thấy ăn nó ngon nè. Vừa ăn ăn không ngán. Chứ bữa nay có mình anh mình nè. Ăn 2 con tôm hú cũng khá là nhiều nha. Rồi hello anh em ơi. Dạ chim nướng chín rồi nha anh em. Bây giờ mình nướng hơi lâu nên mình không quay cho anh em xem. Cô mình nướng giùm nha. Đây. Đây chín. Đây pháp dùng một lon bia nha. Ăn cho nó uống một lon cho nó mát tiêu anh em ơi. Nay em định không đi săn nữa. Nhưng mà thấy mấy mẫu ná tàu về đẹp quá nên pháp về test thử cho anh em nha. Anh em xem nha. Đây tôi hú nha nè, tôi hú với Cumini nha. Đây pháp dùng thử miếng chín hết rồi nha anh em. Đây cái ức tôi hú anh em ơi. Một pháp xin mời anh em nha. Anh không thử miếng nha anh em ơi. Nó đã rồi mà vừa ăn luôn à. Nó ngon luôn. Thảo quá. Pháp xin mời anh em nha.
qua đã anh em ơi. Đi cầm ná đi chút xíu là có mồi nha anh em. Rất là ngon nha. Nhà của mình anh mình nó không có đồ ăn á. Nên đi chiều chạy đi kiếm mọi con ăn nha. Thịt vô nó ngọt. Mình mới bắn chiều mình mới bắn con tiếng mé rồi nè. Rồi vậy giờ ngọt ớt cay cay thơm dưa tỏi. Đó là ngon nha. Chưa chấm. Rồi nha anh em. Đây hũ pháp mời anh em miếng cumin đi. Miếng cumin nó sẽ thấm hơn nha anh em. Ui cumin khá là mập luôn. Đây chấm với muối ớt chanh nha. Muối này muối keo mình dầm trái ớt vô ăn được anh em ơi. Muối muối Tây Ninh đó. Dầm thêm trái ớt này cho nó cay. Nặng tí chanh vô là ăn được. Ở đây nha anh em, thắp mời anh em nha. Làm động cu nó béo anh em ơi. Hết sảy mà bảy luôn. Mời anh em nha. Đã quá anh em ơi. Làm lon thôi nha. Không muốn nhiều anh em, chúc mình còn đóng hàng cho anh em nữa. Lần nữa đi. À, nên thôi năm ơi. Được, làm luôn. Lần nữa cho ăn miếng. Thôi. Mà anh em cái nữa pháp xin kết thúc video nha anh em. Đã quá rồi mà.